chiếc vang số JBL-X180 của chú em ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến căn chỉnh kèm theo bộ mic cũng là JBL. Thì trong cái quá trình làm ấy thì em cũng có cái sự thay đổi ở trong cái vấn đề FX và cụ thể là trong cái vấn đề mà equalizer. Thì chú này chú sử dụng, chú nói chuyện rằng là khi mà lên các cái nốt cao thì nó hơi thiếu cái độ sáng, độ bay, cho nên rằng là em tập trung vào làm cái giải equalizer. Thì trên cái dòng vang số JBL-X180 thì nó có 3 cái giải equalizer, ở trong đó có e cho này, có revert này và có cái FX tổng. Thì em cũng có sự thay đổi ở trong cái giải equalizer để cho cái chất âm của cái phần mic nó có cái độ sáng bay nhẹ hơn, nó có cái độ mà mượt mà luyến lấy ở cái giải cao. Thì nói về cái đặc điểm của equalizer ấy, từ xưa đến nay thì em vẫn chia sẻ các anh em ấy là tuyệt đối không tăng nhé, tuyệt đối không tăng. Và ở trên cái dòng vang số này thì em chỉ có tăng một cái điểm như thế này. Đây các bác thấy rằng là đây là cái giải equalizer ở trong chiếc vang số JBL-X180. Rồi là thì đây là cái equalizer của phần e cho. Thì kể cả trên dòng X hay rất nhiều cái dòng vang số khác ấy thì em đều giảm hết nhé. Và một cái vấn đề chung chung ấy thì vẫn phải giảm trung trầm nhé. Bác thấy rằng là đây là các cái điểm trung trầm giảm nhiều hơn so với giải trung và giải trung cao. Đây là phần revert này. Đây phần revert các bác thấy rằng là cũng có cái thay đổi và nắn chỉnh làm sao để cho như vậy là chất âm nó sáng bay nhẹ hơn. Và cái effect tổng đây. Và cái đam binh này này,
Trên vang số thì cái đam binh này rất quan trọng nhá. Trước đây thì em để là 10.500. Trước đây là để 10.500 nhưng mà để cho nó phù hợp với lại cái mic của chú này ấy thì cũng có sự thay đổi, và qua cái thử nghiệm rồi em hát ấy thì em thấy rằng là cũng dễ hát và có một chất âm rất là rõ nét nhưng mà dễ hát. Tức là nó tròn trịa, rõ nét nhưng mà dễ hát. Thì cái mục đích của chúng ta làm vang số ấy là phải làm một cái chất âm effect mà nó chân thật, tự nhiên, tình cảm. Về cái âm sắc thì nó rõ ràng nhưng mà lại dễ hát. Bây giờ em sẽ thử mic này. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6. Đây là toàn bộ effect của chiếc băng số JBL-X180 này, effect đầu vào này. Đây là effect đầu vào này. 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6. Và trong cái không gian này các bác thấy rằng một cái không gian rất là rộng nhá, gần 100 m2, và em sử dụng là có một đôi thôi, mà gọi là một đôi cọc cạch thôi, một chiếc DK King và một chiếc JBL. Đôi khi em căn chỉnh vang ấy, em chỉ cần một chiếc thôi, một chiếc để mà thử âm làm sao để cho nó có cái độ chính xác. Còn khi mà test thử có thể là dùng một hai đôi hoặc có thể là dùng một đôi thì là có lẽ rằng là nó sẽ hiệu quả khi mà chúng ta căn chỉnh vang số.